Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bữa học hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta ôn thi. Và trước chúng ta sẽ có mấy câu, hai câu thôi ạ. Một câu mà rớt, một câu mà không trúng thì bị zero sao? Một câu mà làm không vô, không đúng đề thì rớt là zero nha. Nhất chính gì bù à? Giờ câu thứ nhất, tới học kỳ 2 rồi chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, đúng không? Và là so sánh thiền chỉ và thiền quán trên hai phương diện rộng rồi, bây giờ tóm lại cho nó gọn nè. So sánh thiền chỉ và thiền quán chỉ trên hai phương diện đề mục và kết quả của nó thôi, tại vì nó có tới năm phạm trù để so sánh lận, nhưng mà chúng ta chỉ làm trong hai này, hay là muốn làm hết? Muốn mở rộng hay là muốn tóm gọn? Sơ tóm tắt lại là chỉ có hai thôi, còn nếu mà muốn mở rộng ra thì chúng ta sẽ viết tới năm phạm trù, năm lĩnh vực, là sẽ so sánh trên năm, trên tới bảy lĩnh vực. Là thì sư sẽ giảng bảy lĩnh vực, nhưng sư cho thi hai lĩnh vực thôi, hai phạm trù thôi ha, chịu không? Bây giờ bắt đầu ha, đừng bận tâm tới chuyện tài liệu nữa, phải không? Giờ tài liệu là coi chắc chắn là sẽ có rồi đó. Và bây giờ là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta lắng nghe để chúng ta hiểu, đúng không? Đi thi xong rồi còn cái gì để lại chứ không thôi là thi xong là quên sư hết tới dừng lên mấy học kỳ kia tới dừng, nếu vị nào mà tới cái khoa Bali Đông Nam Á tới dừng sư gặp lại còn xuất không à, hỏi về thiền chỉ thiền quán không biết gì hết. Trong cái bản này thì nó có mấy cái từ nó sai. Mấy cái này là mấy cái bẫy đây, thấy không? Trong cái bài copy á, nếu vị nào mà copy mà cứ viết nguyên si mà không có đi giảng, không nghe giảng bữa nay á, thì đây là những cái lỗi mà sư sẽ bắt đó, sẽ trừ điểm á. Là cái trong cái quyển sách này thì nó còn bị sơ sót nhiều cái lỗi về cái từ Bali. Thì Samatha Pha Quá Na, cái chữ A nó có dấu A dài nè, đúng không? Chúng ta sửa lại cái bài mà mới vừa sư bảo là để đó, rồi khi nào sư giảng xong rồi sư sửa rồi mới copy nó mới đúng. Còn bây giờ copy trước rồi, vị nào mà bài mà bị thiếu cái này á là bị trừ điểm á. Samatha Phawana và tu tập thiền quán là Vipassana Phawana, đó là hai cái từ Pali để định nghĩa cái tên gọi của thiền mà cho kinh tạng Pali. Và như vậy á, để so sánh thiền chỉ và thiền quán thì chúng ta sẽ có tổng cộng trong cái bản này nó có 7 mục 9 mục, đó 9 mục. Là bây giờ trong 9 mục này các con tự tìm lấy hai cái là phạm trù đề mục của nó và kết quả. Cái câu này thì chỉ để giải thích là phân tích theo cái tánh hết. Chúng ta đã có cái tài liệu chia ra, nếu chúng ta tu thiền chỉ thì chúng ta có phạm trù, có một cái vấn đề là chúng ta phải lựa cái tánh của mình như thế nào, phải nhận định được cái tánh của mình như thế nào thì mới chọn cái đề mục. Đây là một tiêu đề, một cái tiêu chí để chúng ta phân biệt cái thiền chỉ và thiền quán, biết chưa? Tức là nói đến thiền chỉ và thiền quán thì chúng ta sẽ nói đến cái thứ nhất là về đề mục đó, thì chúng ta sẽ đề cập đến cái phạm trù tánh nết, phân biệt tánh nết của vị hành giả đó. Còn đối với thiền quán thì không có
có phân biệt tánh nết của thiền hành giả đó. Không? Đây là những cái không có trong bản đâu. Ghi vô. Write down. Bây giờ là quý vị, các con đã có cái tài liệu của sư kỳ trước rồi, tức là đối với môn thiền chỉ 40 đề mục thì chúng ta có một cái số nhỏ của nó là 6 cái tánh nết. Thì vị nào mà viết nó rộng rãi, nó đầy đủ hơn thì điểm tối đa. Còn vị nào viết mà nó đơn giản quá thì chúng ta có điểm tối thiểu. Vậy thôi. Không? Sơ chỉ tách ra thôi. Nó sẽ có rất nhiều. Các con đọc nghiên cứu trong cái bản này. Thì sơ chỉ lấy ra các bạn cái câu cuối cùng của đó là người ta đang nhắc đến. Chúng ta muốn phân biệt được cái đề mục này thì chúng ta phải đề nghị đến, chúng ta phải hiểu tới cái sáu tánh nết thì chúng ta mới biết được nên áp dụng cái đề mục thiền về tử thi Asufa đối với người có bản chất tham, tức là cái người tánh tham, thì là cái đề mục Asufa này là đề mục thích hợp với lại cái loại tánh người đó. Còn đối với thiền quán, tuy vậy vào thời điểm này người ta đã xác định mọi người có tâm tham ái với trí tuệ yếu ớt, và như vậy trong sự tu tập niệm thân được sử dụng lúc ban đầu theo Đức Phật, đạo A La Hán vào thời điểm này sẽ đạt nhờ niệm thân. Đối với thiền quán thì không có phân biệt tánh nết, nhưng mà cái thiền quán thì người có tâm tham ái với trí tuệ yếu ớt, và như vậy trong sự tu tập niệm thân được sử dụng lúc ban đầu, tức là khi chúng ta tu tập với thiền quán thì đối với thiền quán thì đề mục của nó là gì? Có bốn đề mục, không? Có bốn nơi chúng để chúng ta đặt cái chỗ để chúng ta niệm là thân, thọ, tâm và pháp. Thì thông thường cho dù hành giả có tâm sáu, tất cả sáu loại tánh thì đều phải khởi hành bằng cái niệm thân hết. Riêng cái đề mục cái người mà tham ái thì chắc chắn bắt buộc phải chú tâm vào, người ta sẽ thích hợp với lại cái đề mục niệm thân nhiều hơn. Và trong đề mục niệm thân này thì là tìm tài liệu trong cái phần niệm thân thân hành đó của phần thiền quán, chúng ta sẽ có 7 loại niệm thân. Trong đó có một cái sư đã giải rất là rõ, rất là chi tiết, đó là niệm về cũng dùng hơi thở, nhưng mà trong cái thân quán niệm xứ nè, cái thân hành là đó là hơi thở. Cái đề mục tên gọi hơi thở ở trong thiền quán gọi là cái phần thân hành ở trong thiền quán, tức là phần hơi thở. Nó trùng lập với lại trong đề mục của thiền chỉ cũng có hơi thở, nhưng mà hai cái hơi thở này nó khác nhau. Chúng ta có thể triển khai cái phần này, đó là về cái khác biệt về đề mục của thiền chỉ và thiền quán trong cái phạm trù, trong cái lĩnh vực, trong cái đề mục về hơi thở. Các con nắm được chưa? Tức là nếu mà so sánh về đề mục của hai loại thiền thì cái đề mục của thiền quán chúng ta có 4 cái phạm trù, 4 cái đề tài, 4 cái xứ, 4 cái nơi để chúng ta tu tập, chúng ta an trú cái tâm chúng ta vào đó. Thì trong cái đề tài, cái đề mục về niệm thân thì chúng ta có, nó sẽ có 7 loại, nó sẽ có 7 cái đề mục, 7 cái nơi để chúng ta chú tâm vào. Thì cái nơi mà thân hành niệm xứ á, nó có một cái phần đó là thân hành niệm xứ là hơi thở, mà cái hơi thở này nó sẽ khác với là cái đề mục hơi thở của thiền chỉ, khác nhau, khác xa lắm. Không? Mà hôm trước sư đã dạy về cái cách thực tập để chúng ta biết được, còn hôm nay thì bằng lý thuyết, bằng bài vở, mỗi người chúng ta sẽ tìm thấy cái sự khác biệt này. Bằng lý thuyết thì chúng ta phân tích ra cái thân niệm xứ này thì chúng ta sẽ có 7 cái điều kiện, 7 cái đề tài. Các con tự tìm lấy, vị nào tìm lấy được cái này thì điểm tối đa nè. Sư có giảng rồi, lật cái bài giảng sư ra thì sư có nói nhắc tới cái này.
trong cái phần mà thân hành đó thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 xin lỗi, có 6 phần à, xin nhớ lộn. Phần niệm hơi thở, niệm về quay nghi, niệm sự biết mình, niệm thể trược, niệm nguyên tố tứ đại và niệm về bất tịnh. Này thu về thọ rồi. Rồi tóm tắt có nhiêu đó thôi. Tức là trong cái đoạn này á, thì trong cái quyển này thì Hòa Thượng đang giảng về cái cách niệm của 6 cái đề tài này. Nhưng mà chúng ta thì không có khi thi, bây giờ là đang là bài sư đang giải bài thi, do đó mà chúng ta chỉ rút ra cái phần 6 cái này thôi, 6 cái điều này thôi. Còn những cái cách mà để hướng dẫn chúng ta tập dùng cái cách này, chúng ta tập thiền quán, chúng ta tập như thế nào, thì là nếu mà cần tham khảo thì chúng ta đọc những cái số thứ tự này. Còn nếu không, chúng ta chỉ rút ra cái phần này, chúng ta đã ghi vào trong cái bài giải, lời giải là chúng ta đã đạt được điểm tối đa. Thế là nắm được không? Tức là tại vì trong sinh trích ở trong cái đoạn này là cái đoạn để mà hướng dẫn cách thực tập về thiền quán. Và trong cách thực tập về thiền quán thì chúng ta sẽ có 6 cái phạm trù, 6 cái lĩnh vực trong phần niệm thân. Vì 6 cái phạm trù này thì mỗi một phạm trù á, thì chúng ta sẽ đi, nó sẽ đi tới mấy số, tới 8 hay là 9 số gì đó. Thì chính cái cách mà để chúng ta thực tập cái thiền quán trong cái phần thân hành, trong cái phần niệm thân, chẳng hạn như là cần quan sát thấy thân này là không bền vững, không an vui, không thuộc về của ai, không có gì tốt đẹp, thì chúng ta quan sát theo 6 thể trạng là cái hơi thở chúng ta nó không có gì bền vững, nó không an vui, nó không thuộc của ai, nó không có gì tốt đẹp. Thì đó là cái cách. Mà cái cách này thì đây là cái bài giải rộng. Còn của Hòa Thượng Viện Chủ chúng ta thì chúng ta đã có 16 cái câu đề tài đó. Thì Hòa Thượng gom gọn cái cách thực tập lại trong 16 cái câu đề tài mà hôm kỳ học kỳ trước chúng ta đã thi, nên sư đã qua cái phần đó, chúng ta không nhắc lại. Còn hôm nay sư rút ra cái phần này, nó nằm trong cái cách hướng dẫn, cái cách giảng để chúng ta thực tập cái thiền quán theo 16 cái câu đề tài trong cuốn Hành Thiền của Hòa Thượng. Thì 16 cái câu đó thì được, bây giờ được giải rộng ra, chúng ta làm sao chúng ta niệm, chúng ta hướng cái tâm, chúng ta quan sát cái hơi thở của mình theo cái cách suy nghĩ, tưởng tượng của chúng ta về cái gì, cái tính vô thường, cái tính không bền vững của cái hơi thở của mình. Nhưng mà đây là cái bước đầu của người hành giả, và đây là cái phương pháp tu tập được diễn giải ở trong cái quyển sách thôi. Còn khi thực tập ra thì Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng Minh Châu ôn đã làm cho những cái cách này gom lại trong 16 cái đề tài, thì chúng ta thực tập trong 16 cái đề tài đó. Và sư chỉ lấy ra trong học kỳ này thì chúng ta chỉ lấy ra có một cái đề tài là thân hơi thở vô dài. Tôi rõ biết hơi thở vô dài, con thấy là con chỉ cần tập có một câu một thôi, chúng ta hiểu cái câu một hơi thở vô dài, tôi rõ biết hơi thở vô dài. Thật ra trong khi con người hành thiền thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nắm một câu và chúng ta thực tập cho được. Và trong cái câu đó thì cái câu móc, cái động từ, cái phần quan trọng nhất trong cái câu là tôi rõ biết hơi thở vô dài. Mà bây giờ mình phải tập cái cách rõ biết thì sư mới đi vào cái chi tiết thực hành là thế nào để là rõ biết. Thì chúng ta có cái gì, có cái hình dạng cái lỗ mũi này nè, nên cái chữ rõ biết đó chúng ta phải có cả một cái bài để chúng ta phân biệt được cái cách thực tập của thiền chỉ và thiền quán. Con thấy đi từ cái một cái hơi thở này thôi, nhưng mà nếu mà giảng rộng ra đi vào trong chánh tạng, chúng ta thấy chúng ta có quá nhiều những cái bài giảng trong chánh tạng. Do đó mà để hiểu được Đức Phật thì các vị A Xà Lê, các vị giáo thọ, các bài nói mới phân tích ra từng bài một để hướng dẫn cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ thực tập được có một câu một, mà nếu chúng ta thành công trong cái câu đó thì chúng ta đã xong con đường của chúng ta rồi. Tức là trong 4 đề tài niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, thì trong niệm thân thôi á nó có tới 6 cái cách. Và trong 6 cách đó chúng ta chỉ lấy một cách thôi, một câu một thôi mà chúng ta tập. Và khi chúng ta tập thì chúng ta cũng chỉ có một hơi thở mà thôi.
Và nếu trong một hơi thở chúng ta chứng đạt được cái kết quả của nó thì cái tuệ giác sanh lên và chúng ta đã xong. Rất là đơn giản. Không, nhưng mà để hiểu rõ cái vấn đề này bằng lý thuyết thì chúng ta phải trải qua những cái bài thi, và chúng ta phải thấy rằng sư đã trích ra, muốn trích ra cái phần này thì thật ra mỗi một phần vậy đó nó được giải động tới mấy bài lận. Dạ. Các con nắm được chưa? Không nắm gì. Cái bài nó rất là vẽ lại cái hình. Không phải cái lỗ mũi đâu, cái lỗ mũi là bài tập thôi, là bài để thực hành thôi. Nhưng mà để hiểu được cái bài, cái lỗ mũi này để sư giải, để chúng ta có cái khái niệm, chúng ta hiểu cái chữ rõ biết, cái chữ rõ biết nè, và cái chữ biết nè. Tại vì tâm mình đó, nó có, nó cự sự hay hay biết, phải không? Vừa hôm sẽ mới phân tích là chúng ta, cái tâm chúng ta nó hay biết thì nó có, chỉ có hai trạng thái thôi, là hay biết trong giây phút hiện tại và thường thì nó sao? Nó tưởng, nó phóng tâm, nó suy nghĩ, phải không? Ở trong cái trạng thái này, trong cái sinh hoạt của thế gian này, thường nó nằm trong quá khứ hay là nó hướng về cái tương lai. Không? Và để hiểu rõ được cái chữ hay biết này thôi, chúng ta hiểu bằng lý thuyết là chúng ta có cái sơ mạc, có cái sơ đồ này. Nhưng mà chúng ta muốn trực nhận được, chúng ta muốn kinh nghiệm được, chúng ta phải nhắm mắt, chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới phân biệt được cái hay biết này, phải không? Mà chúng ta phân biệt được cái hay biết này rồi á, là từ đó là chúng ta mới bắt đầu bước chân vào cái bước thứ nhất để chúng ta rõ biết hơi thở vô dài. Cái rõ biết cái hơi thở của mình muốn rõ biết hơi thở thì mình phải biết cái tâm của mình, đúng không? Mình phải biết cái tâm mình nó sinh hoạt như thế nào, và mình phải có chánh niệm về hơi thở. Và cái chánh niệm về hơi thở của mình hằng ngày thì chúng ta vẫn biết, vẫn có hơi thở, nhưng mà chúng ta không có chánh niệm về hơi thở, chúng ta không có hay biết, và chúng ta không có rõ biết theo nghĩa của Đức Phật ở trong cái câu niệm thân, đúng không? Rồi trong cái rõ biết như vậy á, thì trong cái rõ biết về hơi thở thì chúng ta lại có hai cái cách để rõ biết hơi thở. Thì một cái cách rõ biết hơi thở của thiền chỉ nó khác, và cái rõ biết hơi thở của thiền quán nó khác nhau. Qua cái ví dụ, qua cái khái niệm về cái lỗ mũi này, phải không? Như vậy chúng ta từ sư đang bữa nay á, thì hôm nay thì chúng ta là sư đang kết lại tất cả các bài giảng từ hôm đầu khóa cho tới bây giờ. Khi đến thì chúng ta muốn có cái khái niệm về thiền chỉ và thiền quán, thì chúng ta bây giờ đến hôm nay thì chúng ta mới có thể so sánh được trên, và chỉ trong cái phạm trù về đề mục mà thôi. Và trong phạm trù về đề mục thì chúng ta chỉ lấy ra một đề mục là hơi thở để chúng ta hiểu. Mà nếu chúng ta hiểu được cái đề mục hơi thở này, sự khác biệt của đề mục hơi thở trong thiền chỉ và thiền quán, thì từ đó chúng ta sẽ có cái khái niệm về thiền chỉ và thiền quán nó khác nhau ở trên cái lĩnh vực về đề mục. Đúng không? Đi rộng ra rồi đi thâu lại nó đơn giản vậy thôi. Nói về đề mục hơi thở không, cái đề mục hơi thở là một đơn chứng, một ví dụ cụ thể để từ đó chúng ta rút ra được một cái hệ luận. Chúng ta hiểu được chữ biết, rõ biết hơi thở ở trong câu hơi thở vô dài, tôi rõ biết hơi thở vô dài ở trong cái câu của thiền quán, trong 16 câu của hòa thượng, đúng không? Rồi trong 16 câu của hòa thượng nó là về thiền quán, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta hiểu biết về cái hơi thở của thiền chỉ, đúng không? Cái hơi thở của thiền chỉ cũng là hơi thở, nhưng mà hơi thở của thiền chỉ và thiền quán nó khác nhau, đúng không? Khác nhau như thế nào thì trở lại cái lỗ mũi nè, muốn khác nhau như thế nào, đúng không? Thì bằng lý thuyết chúng ta đã biết khác nhau rồi, đúng không? Bằng lý thuyết chúng ta khác nhau rồi, bây giờ muốn trực nhận cái hay biết này thì chúng ta chỉ có nhắm mắt lại. Chúng ta có gì? Chúng ta có một cái công cụ là chúng ta phải có gì? Tóm tắt lại thì tâm chúng ta phải có niệm thì chúng ta mới đi qua được con đường này. Kết thúc bằng cái màu phấn màu vàng. Cái màu trắng tức là
cái quy trình của làm việc của tâm chúng ta. Còn cái con đường tu tập chúng ta rất là đơn giản, chỉ có một niệm thôi, phải không? Một niệm sanh khởi thôi thì chúng ta đi xuống hay đi lên chỉ một niệm mà thôi. Như vậy là từ đây các con sẽ hiểu được tất cả những cái lời giảng của các vị, của tất cả các vị thiền sư. Mỗi vị thiền sư thì người ta chỉ nắm được, chỉ mấy vị đó, những cái câu đó thì các vị đó chỉ nắm một trong những cái đặc tướng của cái đề mục, và các vị đó nói một câu, và cái đó là một cái kinh nghiệm của mỗi vị. Và chúng ta chỉ cần kinh nghiệm một lần như vậy thôi là chúng ta đã thay đổi được cái nội tâm của chúng ta. Mà thay đổi cái gì? Chúng ta làm cho cái gì? Chúng ta làm cho cái những cái ô nhiễm ở trong tâm chúng ta nó giảm, trước nhất là nó yếu đi, không? Sau đó rồi nó mới biến mất được. Thông thường thì cái tâm mình đó, khi mình ngồi vô ngồi thiền á, lúc trước mình không tập á thì là sao? Những cái ý tưởng xấu, những cái ý tưởng mà ngoài đời nó sẽ đến với ta nhiều hơn. Rồi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta thanh lọc cái tâm, chúng ta có chánh niệm, thì chúng ta sẽ làm cho cái tư tưởng của mình nó lần lần nó thanh thản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và những cái ý xấu, những cái ý mà ác trong tâm chúng ta tự động, nếu chúng ta quen suy nghĩ theo cái hướng mà xấu như vậy thì tâm chúng ta hay khi mà nhắm mắt lại thì nó sẽ đi theo cái hướng đó. Còn nếu khi chúng ta nhắm mắt lại mà chúng ta tập cho nó hướng về những cái ý nghĩ thiện thì lần lần cái tâm chúng ta nó sẽ hướng đến những cái phần thiện đó. Mà chúng ta phải niệm, phải tập mà thôi, chúng ta phải huấn luyện cái tâm mình. Và tóm tắt lại lần nữa thì chư Phật cũng đã nói có bấy nhiêu đó thôi: không làm các việc ác, không, hãy làm các việc lành. Và cuối cùng là trao tâm trong sạch, là như vậy. Mà muốn trao tâm trong sạch là con đường màu vàng này đây. Chúng ta chỉ có một duy nhất, một con đường duy nhất là chúng ta phải giữ chánh niệm. Và giữ chánh niệm là giữ làm sao? Giữ chánh niệm là chúng ta phải chọn cái đề mục để chúng ta giữ chánh niệm, phải không? Thành ra khi tu tập đó thì chúng ta bỏ hết cái sự phân biệt này, nhưng mà khi bài thi thì chúng ta phải biết chọn đề mục. Thành ra do đó mà sư chỉ nói là trong bài thi thì chúng ta chỉ chọn đề mục, chọn so sánh thiền chỉ và thiền quán trên hai phương diện, đề mục và kết quả thôi, để cho nó đơn giản lại. Từ đó các con có thể rút ra những cái lợi ích cho mình trong cái sự hiểu biết của mình về thiền chỉ và thiền quán, để chúng ta chỉ lấy có một đề mục về hơi thở, để chúng ta, nếu vị nào muốn tập về thiền chỉ cũng được, muốn tập về thiền quán cũng được. Mà thông thường thì là chúng ta khởi hành là chúng ta cũng phải khởi hành bằng thiền chỉ. Tại vì mình muốn rõ biết hơi thở thì mình phải tập trung vào cái hơi thở, không phải dùng cái niệm. Chúng ta phải dùng cái niệm để tập trung cái tâm mình vào trong cái hơi thở này, để chúng ta rõ biết cái hơi thở này. Nói đi và nói lại, tóm tắt lại thì rất là đơn giản, chỉ có mấy chữ này thôi. Khi mà thực tập thì chúng ta bỏ hết cái phần màu trắng đi, không? Chúng ta chỉ nhớ có, chúng ta chỉ chánh niệm làm sao chúng ta rõ biết được hơi thở trong giây phút hiện tại thôi. Đó là định nghĩa về thiền quán đó. Nói một hơi dòng rồi giờ hỏi là thiền chỉ là gì? Hết hơi. Thì giờ đi, bây giờ đi, hồi nãy thì sư đi xuôi, rồi bây giờ đi ngược lại. Rồi giờ sư vừa đi ngược lại, cái hỏi là sư đi xuôi sao, tức là thiền chỉ là gì nữa? Thiền chỉ là gì giờ thi học kỳ 1 trở lại. Rồi câu thứ hai sẽ do nãy giờ các con thắc mắc như vậy, rồi giờ sư mới hỏi câu thứ hai. Câu thứ hai là câu mở. Các con hiểu gì về thiền chỉ và thiền quán và kinh nghiệm của mình? Đâu có dài đâu, câu đó sẽ trả lời những cái gì nãy giờ chị nói, là con dùng những cái lời thôi. Câu định nghĩa rồi, định nghĩa là học kỳ 1 chúng ta có rồi. Chị nói gì nãy giờ, chép lại được chưa? Con nói lại cho các tăng ni sinh hiểu gì về thiền chỉ và thiền quán theo quan niệm và kinh nghiệm của mình. Hôm trước là mình theo kinh tạng, phải không? Kinh tạng Pali. Còn bây giờ là tới chừng ra trường rồi thì các con được tự do, mình lấy được cái gì, mình hiểu được cái gì về thiền chỉ và thiền quán. Và cái phần thứ hai của câu hỏi đó là mình đạt được cái lợi ích gì, và lợi ích cũng như kinh nghiệm. Cái lợi ích thì chúng ta sư đã hỏi hôm kỳ trước rồi, còn bây giờ hỏi về kinh nghiệm. Lợi ích và kinh nghiệm với con trong khi thực tập thiền chỉ và thiền quán. Cái câu số 2, tức là
học hiểu và kinh nghiệm của mình về thiền chỉ và thiền quán, đúng không? Câu số cái phần phụ lục của nó, tức là mình mở rộng trong cái phần lợi ích và kinh nghiệm của mình. Đây là bài cái lời giải, cái hướng, đúng không? Cái tiêu đề ra đây và cái hướng để trả lời cái bài này, cái câu này. Quá hay, làm được không? Hai cái chữ này đó, hai cái câu này đó, nó là một tác phẩm. Đọc tác phẩm của ngài một ngài thiền sư Bà Ốc. Ngài có một cái tác phẩm viết về cái hai cái câu hỏi này. Đọc xong là đắc thiền bài luôn á. Bây giờ là tất cả những cái gì mà trong lớp sư vừa giảng với các con thì các con học để hiểu được cái gì thì chúng ta viết là cái điều đó. Câu thứ hai này khỏi giảng phải không? Học hiểu hết rồi, giờ ai cũng hiểu hết rồi, nãy tự nhiên. Chúng ta còn 20 phút, 15 phút để muốn làm được câu này phải nhắm mắt lại. Không? Giờ sư sẽ giảng. Đúng rồi, yêu cầu sư giảng thì muốn giảng được kinh nghiệm. Muốn mình muốn kinh nghiệm thì sao? Sao mà phải nhắm mắt lại thôi chứ giờ sao giờ? Lên ngồi thiền mới kinh nghiệm nhiều hơn. Đứng hả? Giờ ai chịu đứng tại lớp giơ tay lên. Ai đứng rồi ai thích ngồi? Hai quay nghi này ai chọn? Bây giờ chọn quay nghi ngồi giơ tay lên. Rồi mà chúng ta vui vậy thôi, nhưng mà trong cái vui đó chúng ta hiểu rằng tất cả mọi chuyện nó đều đi theo một cái quy luật, đúng không? Và đó là những cái điều mà sư gợi ý để các con sau khi mà hết còn gặp sư nữa thì có thể với những cái hiểu biết của các con, có thể các con tự cho tìm cho mình một cái con đường tu tập mà nó thích hợp với lại cái gì của mình. Tại vì để chọn ra được mình là ai, mình có tánh nết mình như thế nào và cái duyên lành của mình như thế nào thì tất cả những cái tài liệu đó sư đã gửi cho các con rồi. Còn cái chuyện mà chẩn đoán cho chính mình thì tự mình sẽ là người hướng dẫn cuộc đời của mình thôi. Phải không? Sư chỉ là cái người lặp lại lời dạy của Đức Phật. Phải không? Bây giờ bắt đầu lớp chúng ta nhắm mắt lại, bỏ qua hết tất cả những cái bài giảng này, không có thi nữa. Mà giờ này là bắt đầu giờ tập kinh nghiệm. Mời lớp chúng ta chuẩn bị sắp tập lại. Đứng. Giờ là nhất tâm chỉ có một quay nghi đứng mà thôi. Các con chắp tay lên. Chúng ta lễ Phật để tập trung ý nghĩ của mình lại đến với Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các con buông thõng hai tay, nhắm mắt lại. Hãy muốn đi về, chúng ta đi về trong tâm mình trước đi về. Tức là bỏ hết, tức là giờ này con được nghỉ rồi, không cần suy nghĩ về bài thi của mình nữa. Thả lỏng toàn thân. Hãy chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cái kinh nghiệm 15 phút này trong giờ thực tập này. Bây giờ trong 15 phút này con kinh nghiệm cái gì thì con nhớ lại con viết trong cái bài thi của mình á. Con có 15 phút để chuẩn bị cho cái bài thi. Thư giãn toàn thân. Thả lỏng tất cả bắp thịt trong người của mình ra. Giữ lưng đầu vào cổ thẳng. Với ba thở ra thật sâu, tất cả những suy nghĩ, những thắc mắc về bài học chúng ta không còn vấn đề trong tâm của mình nữa. Giờ đây chỉ một việc thật đơn giản, chú ý vào hơi thở của mình. Giữ hơi thở điều hòa,
thân nhẹ nhàng, thư giãn toàn thân, tâm yên lặng, không suy nghĩ, chú ý vào hơi thở của mình, giữ lưng, đầu và cổ thẳng, thẳng cổ lên. Cái con niệm thẳng à, thẳng từ từ, có chánh niệm trong mọi quay nghi của mình. Giờ đây mình được nghỉ ngơi một cách thoải mái trong tận tâm hồn của chính mình. Không có gì phải vội vã. Chúng ta không có gì để làm trong 15 phút này. Hãy ráng giữ tâm không suy nghĩ bằng cách chú ý, dẫn tâm, hướng tâm, chánh niệm về hơi thở của mình. Hơi thở vô dài, tôi rõ biết hơi thở vô dài. Hơi thở ra dài, tôi rõ biết hơi thở ra dài. Các con cố gắng tập.
ước mong tất cả các con luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Ước mong tất cả các con luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Ước mong tất cả các con luôn được an lành hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Với ba thở ra thật sâu, các con thả lỏng cột sống lưng của mình xuống, rồi chú tâm lên mắt, niệm mở mắt, mắt vẫn nhìn xuống, lắng nghe cảm giác toàn thân, cảm giác nơi hai cái chân chúng ta, bấm hai cái đầu ngón chân cái xuống cái nền gạch của lớp. Các con xoa hai tay vào nhau và áp vào mắt, lắng nghe cái cảm giác nóng ấm của lòng bàn tay của mình và tâm mình đang suy nghĩ gì, không nói chuyện. Hãy lắng nghe tâm chúng ta xoa, cái tay chúng ta xoa mà tâm chúng ta ở nơi cái lòng bàn tay đó, không nhìn ra hai bên. Hãy có chánh niệm với đôi mắt mở, làm thật thông thả. Những giây phút của sau thời thiền, khi chúng ta xả thiền rất quan trọng. Các con hãy trân trọng những gì chúng ta đã tu tập được. Dù chỉ có 15 phút, nhưng sự chánh niệm này rất quý giá trên bước đường giải thoát của các con. Giữ hơi thở điều hòa, khởi lên ý nghĩ muốn hồi hướng, chắp tay lên, năm đầu ngón tay chạm nhau chúng ta biết, lòng bàn tay chúng ta ấm chúng ta biết, lưng cúi xuống chúng ta biết. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đăng hoa ta mê buôn nhân a sa hoa khai gia hoa hăng hôn tu a na ga tê ca lê. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm tâm trong. Nguyện đem công đức này hướng về khắp dân, và chúng sanh trọn thành Phật. Rồi lúc chúng ta nghỉ, chúc các con được một mùa thi được nhiều kết quả.